Chăm sóc sức khỏe, nuôi con mạnh khỏe là vấn đề luôn được các bậc phụ huynh quan tâm. Trước nhu cầu của thị trường tiêu dùng, Everest Group đã ra mắt sản phẩm Onefa Mama, sữa non chứa bào tử lợi khuẩn sống đa chủng đầu tiên tại Việt Nam, giúp trẻ khỏe mạnh, có hệ tiêu hóa tốt, khắc phục tính biếng ăn của trẻ. Việc đưa các bào tử sống đa chủng lysine giúp kích thích ăn ngon miệng, gia tăng quá trình trao đổi chất, tăng cường hấp thu canxi, magie vào sữa non là một bước tiến mới trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ. Tại sự kiện ra mắt sản phẩm Onefa Mama, sữa non chứa bào tử lợi khuẩn sống đa chủng đầu tiên tại Việt Nam, các chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe con trẻ và giới thiệu dòng sản phẩm mới. Onefa Mama là sản phẩm dinh dưỡng chứa bào tử lợi khuẩn sống đa chủng, giúp trẻ khỏe mạnh, khắc phục tính biếng ăn của trẻ, tăng cường miễn dịch. Những lợi khuẩn sống đa chủng như lysine giúp kích thích ăn ngon miệng, gia tăng quá trình trao đổi chất, cải thiện hệ tiêu hóa và nâng cao chất lượng giấc ngủ ở trẻ. Đưa các bào tử sống đa chủng vào sữa non là bước tiến mới trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ. Với cái lợi khuẩn đa chủng thì đây là giúp cho cơ thể của cái người sử dụng là chống được táo bón. Đấy, thế là chống được ỉa chảy và nó cân bằng được hệ vi khuẩn đường ruột, và trên cơ sở đó có nghĩa là nó lấn át được các cái vi khuẩn có hại. Với quy trình sản xuất tiên tiến đến từ The Everest Group cùng nguồn nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn từ Hoa Kỳ, Onefa Mama chứa hơn 40 thành phần gồm các vitamin khoáng chất và các nhóm enzyme cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Từ khi uống cái sản phẩm sữa non Onefa Mama này thì thấy bé nhà mình là ăn ngon miệng hơn, không hề bỏ bữa. Sau 2 tháng thôi thì bé nhà mình đã tăng được 8 lạng rồi. Sữa non Onefa Mama là sự kết hợp đột phá theo tỷ lệ kim cương từ sữa non của bò, bào tử lợi khuẩn sống đa chủng Hoa Kỳ và yến xào hảo hạng. Đây là cái sản phẩm cao cấp với giá trị dinh dưỡng tuyệt vời dành cho trẻ nhỏ, giúp trẻ là kích thích tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng thiết yếu, giúp con tăng trưởng chiều cao, cân nặng và sức đề kháng. Nhờ có sản phẩm sữa non Onefa Mama này mà bé nhà mình phát triển rất là ổn định, và đặc biệt là mẹ chồng mình cũng rất là ưng ý với sản phẩm này. Và một cái điều đặc biệt nữa là sản phẩm sữa non Onefa Mama sẽ được chia nhỏ thành các túi, mỗi túi là 18 gram, tương đương với một bữa phụ cho bé, nên là các mẹ khi mà pha sữa cho con ấy thì cũng rất là tiện lợi. Mình đã cho bé nhà mình sử dụng cái sản phẩm sữa non Onefa Mama này rồi và thấy rất là hiệu quả, nên hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các mẹ, những mẹ nào mà đang có con biếng ăn, con kém hấp thu và dễ bị táo bón thì hãy tìm ngay đến sản phẩm sữa non Onefa Mama này nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.